À, thưa quý vị và các bạn tôi đang đứng uh, trên cạnh đồng uh, gần uh, 5 hecta của uh, hợp tác xã Thò Nam thị trấn Chiếc Xanh, huyện Lăng. À, uh, thì trong uh, trận lụt giữa uh, tháng 10 vừa qua thì uh, cạnh đồng này đã bị uh, bèo và rác thải uh, với lấp như thế này uh, cái cạnh tường này uh, là không làm uh, cái các chân ruộng mất đi uh, tuy nhiên việc uh, bà con uh, nông dân mà dọn dẹp uh, cái rác thải này để cho vụ canh tác uh, đông xuân sắp tới thì là một vấn đề rất là nan giải trong đợt lũ lụt, lụt giữa tháng 10 vừa qua do lượng nước từ thượng nguồn đổ về quá lớn, kéo theo một lượng bèo lục bình, rác thải và nhiều loài phế phẩm phủ kín gần 5 hectare diện tích đất ruộng của hợp tác xã Thò Nam thị trấn Chiên Xanh, huyện Hải Lăng. Sau lũ, tranh thủ thời tiết tành ráo, bà con nhân dân đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh đồng ruộng để chuẩn bị cho vụ sản xuất đông xuân 2020-2021. Nhưng xem ra công việc này cũng lắm nan dài. Trên cảnh đồng đến là, là bèo, với tất cả những vật dụng là nhiễm rất nhiều nhưng mà trừ là không thể là thu dọn được hay cả ở trên cái diện tích ở xung quanh đơn đường con chúng tôi đây là một số diện tích khoảng gần 50 ha là bị bèo tối dạt lên và bây giờ là nó lấp phủ trên các cái diện tích đó làm khó khăn cho công tác là khắc phục hậu quả lũ lụ lụt và ảnh hưởng đến công tác sản xuất sau này rất là lớn theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hải Lăng, trong đợt lũ vừa qua, trên địa bàn toàn huyện, nhiều công trình hàng mục nông nghiệp đã bị hư hỏng nặng. Có hàng chục hecta ruộng bị ảnh hưởng do tình trạng bèo lục bình và rác thải, cùng các loài phế liệu, cây gỗ, chai lò thủy tinh. Trong đó có hơn 11 hecta bị phủ kín cả bề mặt đất ruộng. Tình trạng này làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuẩn bị làm đất của bà con nông dân. Quá trình triển khai để uh, xử lý cái này cũng rất gặp nhiều khó khăn, cho cái đồng ruộng vì lượng bèo lẫn lộn giữa cây cỏ rác và các phế liệu của các loại đặc biệt nhất là báo chai thủy tinh là nguy hại đến cái công tác về là vệ sinh đồng ruộng được biết khoảng vào cuối tháng 11 là người dân bắt đầu bước vào làm đất chuẩn bị cho vụ gieo cấy đông xuân 2020-2021 nhưng ở các chân ruộng có lượng bèo lục bình và phế liệu dày đặc như thế thì việc vệ sinh đồng ruộng là vấn đề gặp rất nhiều khó khăn